Việt Nam và Indonesia là những đối thủ duyên nợ của nhau nhiều năm qua và họ tiếp tục gặp nhau ở bảng ép vòng loại hai World Cup khu vực châu Á. Với việc Iraq đang tỏ ra quá mạnh mà gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng, các đội Indonesia và Việt Nam sẽ phải cạnh tranh kịch liệt để giành được tấm vé còn lại. Trước trận đấu, Việt Nam đang nắm lợi thế khi có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, Indonesia hiện đang xếp cuối bảng với chỉ một điểm sau hai trận. Do đó, Indonesia buộc phải tận dụng tối đa ưu thế sân nhà ở trận tới để vượt qua Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội ở giải ASEAN Cup 2024 đã cho thấy sự tiến bộ ngoạn mục của Indonesia. Thay cho huấn luyện viên Sinte Yong với nòng cốt là các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đã có trận đấu trên cơ Việt Nam và giành chiến thắng xứng đáng. Về phía Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusiere đang chịu áp lực lớn sau thành tích không tốt thời gian qua, nhất là sau thất bại ở ASEAN Cup. Nếu tiếp tục bị Indonesia đánh bại và để vụt bất tấm vé vào vòng tiếp theo, đó là vấn đề nghiêm trọng với họ huấn luyện viên người Pháp tiếp tục gặp khó khăn khi ở đợt tập trung tháng 3 năm 2024. Đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất vì nhiều trụ cột như Tuấn Hải, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh và Văn Hậu dính chấn thương. Ngay cả những cái tên góp mặt trong danh sách như Hùng Dũng hay Bùi Hoàng Việt Anh cũng chưa có thể trạng tốt nhất. Đây là vấn đề đau đầu của đội tuyển Việt Nam khi lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Chu Xie xây dựng trong hơn một năm qua vẫn chưa thể vận hành chân chu. Vì thiếu đột biến ở một phần ba cuối sân, phải làm khách ở Indonesia trong bối cảnh gặp khó khăn cả về lực lượng và lối chơi. Việt Nam có thể phải từ bỏ lối kiểm soát và chọn cách chơi phòng ngự ở trận tới. Một kết quả hòa tại Bung Cano sẽ giúp Việt Nam tự tin hơn trong trận tái đấu tại Mỹ Đình sau đó 5 ngày. Về phía Indonesia, họ đã chơi có hệ thống và bài bản hơn, nhưng không vượt trội Việt Nam. Do đó, nếu Việt Nam chủ động đá phòng ngự, huấn luyện viên Shin tae sẽ gặp khó trong việc ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 với tâm thế khá nặng nề. Thầy trò huấn luyện viên Chu thất bại trước đối thủ ở ASEAN Cup 2023. Ngoài ra, chảo lửa có sức chứa gần 8 vạn người sẽ là thử thách lớn. Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, Việt Nam sở hữu chuỗi trận đáng quên khi thua 5 trận liên tiếp và thất bại 8 phần 9 trận gần nhất. Song, huấn luyện viên Chusie đang dần thay đổi. Ông không còn bảo thủ và đặt niềm tin vào các cựu binh. Họ có dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Bên kia chiến tuyến, Indonesia nhập tịch ồ ạt với những cầu thủ chất lượng. Thế nhưng, xét về phong độ, đội bóng xứ vạn đảo chỉ thắng đúng một trong trận. Thắng lợi đó xảy đến trước Việt Nam huấn luyện viên Shin Tae Yong đón nhận thông tin giữ khi hàng loạt trụ cột vắng mặt. Rõ ràng, Indonesia không quá khó để Việt Nam có thể lấy điểm nhằm tạo lợi thế lớn cho trận lượt về. Nhận định về màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, trang chủ Liên đoàn bóng đá viết, trong bối cảnh đội dẫn đầu bảng là Iraq đã có hai trận toàn thắng. Các trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong tháng 3 sẽ có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua cho vị trí thứ hai. Sau khi giành được những thành tích khá tốt ở ASEAN CUP 2019 và vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đối dài thành công ở ASEAN Cup 2023 nhưng cuối cùng lại thua cả 3 trận, trong đó có chính trận thua trước đội tuyển Indonesia. Với tinh thần đang lên sau khi lần đầu vào vòng knockout của ASEAN Cup, liệu đội tuyển Indonesia sẽ tái lập lịch sử với thêm những chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam hay đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu sẽ đòi nợ thành công? Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á chắc chắn sẽ không thể bỏ qua màn đối đầu này. Theo lịch, Cặp đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra hai lượt trận vào các ngày 21 và 26 tháng 3. Trận lượt đi ngày 21 tháng 3 diễn ra ở Jakarta, thủ đô Indonesia. Trận lượt về ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình.